Cá chép bà con ta biết hết phải không bà con? Cá chép nó rất tốt cho sức khỏe. Ăn cá chép vào thì tốt cho sức khỏe của con người vô cùng. Nhưng mà có những người có bệnh thế này, ăn vào lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi khi ăn cá chép. Đó là những người không nên ăn để cho nó tốt cho sức khỏe của mình. Cho nên ta không nên ăn là người có bệnh gan, người đang mắc bệnh sỏi thận, bệnh về đường tiểu, bệnh gút, gan thận, bệnh xuất huyết, chảy máu, dị ứng với cá, dễ mẫn cảm là vui lòng. Đừng ăn cá chép nha bà con. Ăn cá chép vào thì bệnh chúng ta lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi. Cho nên những người có bệnh gan, bệnh sỏi thận, bệnh về đường tiểu, gút, bệnh xuất huyết, chảy máu, dị ứng với cá, dễ mẫn cảm, vui lòng đừng ăn để cho nó tốt và nó tốt cho sức khỏe của mình. Đó là những người như vậy, không ăn thì nó tốt cho sức khỏe, còn ăn vào thì chứng bệnh mình lâu lành, lâu bước, lâu khỏi nha bà con. Cho nên là nó tốt, nó tăng cường cho hệ tiêu hóa tốt nè. Đó, nó bảo vệ được hệ tiêu hóa, chậm lại quá, nó làm cho tim mạch tốt, chống viêm, tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ chức năng tiêu hóa, viêm đường huyết áp, tốt cho xương, tốt cho khớp, cho răng, tốt cho giấc ngủ ngon, chống viêm, tốt quá bà con ha, tốt cho mắt, nhưng mà không phải tốt là ta ăn bao nhiêu cũng được. Tốt ta chỉ ăn trong vòng một ngày không quá 70 gram, ăn 6 ngày thì phải nghỉ một ngày, ăn 6 ngày phải nghỉ một ngày nha bà con. Đó là cá chép. Chúc bà con ta vui vẻ mạnh khỏe bà con ơi. Nào nào, xin chào.